Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Phát hiện chùm ca lây nhiễm COVID-19 ở ký túc xá Đại học Cần Thơ. Hai sinh viên tình nguyện ở Cần Thơ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên ngành y tế đã test nhanh những người ở ký túc xá, phát hiện thêm 27 ca nhiễm. Sáng ngày 10 tháng 9, giáo sư tiến sĩ Hà Thanh Toàn, hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cho biết nhà trường ghi nhận 27 F0. Hai ngày qua, Đại học Cần Thơ đã phong tỏa ký túc xá khu A, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm cho sinh viên. Theo hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, ký túc xá có 23 dãy phòng với hơn 500 sinh viên. Sau khi hai sinh viên tình nguyện và một sinh viên ở cửa hàng bình ổn dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế lấy mẫu tất cả sinh viên, bóc tách F0 và F1, tiến hành cách ly tập trung. Theo nhà chức trách, hai sinh viên tình nguyện có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tham gia công tác nhập liệu tại điểm tiêm vaccine ở trường Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều. Ngoài trường hợp F0 là sinh viên tình nguyện, tại điểm tiêm vaccine ở trường Võ Trường Toản, ngành chức năng ghi nhận hai trường hợp khác là bảo vệ và tài xế. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xác nhận, hai ca F0 là sinh viên nêu trên làm công việc nhập liệu nên không tiếp xúc với người đến tiêm vaccine, tỷ lệ lây nhiễm thấp. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, Cần Thơ triển khai lấy mẫu tại nhà, tại hộ gia đình cho toàn bộ người dân ở địa phương để xét nghiệm SARS-CoV-2. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.